Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn module khống chế nhiệt độ KC1308. Như các bạn thấy trên tay mình là module khống chế nhiệt độ KC1308. Thì module này chúng ta có một khối led cấy thanh dùng để hiển thị nhiệt độ và các thông số cài đặt. Ở đây chúng ta có một nút set, nút enter, nút lên, nút xuống. Phía sau module thì chúng ta có một heater này gồm có 4 chân, gồm có 2 chân này để cấp nguồn. Thì module ta sẽ cấp nguồn 12V DC, các bạn chú ý cấp đúng âm dương. Ở đây chúng ta có hai chân nữa là hai chân tiếp điểm thường mở của relay. Ở đây chúng ta có một relay 12V. Relay này thì có thể đóng cắt dòng điện là 250V AC với dòng max là 10A. Ở đây chúng ta có một còi chip để thông báo trạng thái hoạt động của module. Trên module chúng ta thì sử dụng là chip STM. Đầu đo nhiệt sử dụng là đầu NTC. Để cài đặt cho module thì chúng ta sẽ quan tâm đến một cái thông số như sau. Đầu tiên các bạn nhấn nút set. Đây các bạn thấy 28 nhấp nháy thì đây là cái ngưỡng nhiệt độ tác động của module. Đây, các bạn thấy di chuyển lên xuống này tăng giảm cái mức nhiệt độ này. Thì đây mình sẽ để là 28. Các bạn xong. Còn đấy mình sẽ nhấn giữ nút set để vào cái thông số cài đặt cụ thể hơn. Đây đầu tiên các bạn sẽ thấy là P0 thì đầu tiên các bạn sẽ cài P1 trước cho mình. Đây là P1, nhấn chọn, ở đây mình đang để là 2, đây ở cái P1 này nghĩa là cái khoảng dao động nhiệt, ví dụ về kia mình đã đặt là 28 độ. Đấy, thì module chúng ta sẽ hoạt động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Đấy là 2, P1 là cái khoảng dao động nhiệt. Tiếp theo P0. P0 của chúng ta ở đây sẽ có hai trạng thái, một trạng thái là C, một trạng thái là H. Thì đây mình sẽ đặt trạng thái là C. Đấy, thì C ở đây thì module hoạt động ở trạng thái là duy trì mức nhiệt thấp, tức là hoạt động ở chế độ giữ mát. Đấy, ví dụ như khi nãy mình đã đặt nhiệt độ tác động là 28 và khoảng dao động nhiệt là 2 độ, thì cứ khi nào mà nhiệt độ lên trên 30 độ thì module sẽ bật, và dưới 28 độ thì module sẽ tắt, tức là module sẽ thực hiện việc duy trì mức nhiệt chúng ta từ trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Đấy. Còn nếu như các bạn đặt cái P1 này là H, đây tức là ở chế độ là duy trì mức nhiệt cao, tức là chế độ giữ ấm, thì cũng tương tự khi nãy mình đã đặt nhiệt độ là 28 độ và khoảng dao động nhiệt là 2 độ, thì cứ khi nào mà nhiệt độ trên 28 độ thì module sẽ tắt, và dưới 26 độ thì module sẽ bật, tức là module sẽ thực hiện khống chế nhiệt độ của chúng ta từ khoảng 26 đến 28 độ. Đây là điểm khác nhau giữa C và H. Ngoài ra chúng ta còn có một số cái nữa. Đây chúng ta có P3 là cảnh báo mức nhiệt thấp. Đây. P2 chúng ta là cảnh báo mức nhiệt cao. Thì cứ khi nào mà đầu đo được đến cái khoảng giới hạn nhiệt này thì module sẽ kích cho còi chip kêu liên tục để cảnh báo chúng ta. Ở đây chúng ta có một tính năng nữa, đó là tính năng bù sai số nhiệt. Đây các bạn thấy vào P4. Đây các bạn thấy mình đang để là 0 thì các bạn thấy tăng lên. Thì chức năng này sẽ giúp cho các bạn là có thể bù lại sai số của đầu đo. Ví dụ như các bạn sử dụng một máy đo có độ chính xác cao, các bạn đo nhiệt độ hiện tại đấy, sau đó các bạn so sánh với cái nhiệt độ mà module chúng ta đo được đấy, sau đó các bạn sẽ tính bù trừ để bù lại cái khoảng sai số nhiệt để chúng ta có được cái khoảng khống chế nhiệt chính xác nhất. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu đến các bạn module khống chế nhiệt độ KC1308. Với module này các bạn có thể ứng dụng trong việc là ví dụ có thể là ứng dụng trong để duy trì nhiệt độ của lò ấp trứng, lò sấy. Video giới thiệu về module khống chế nhiệt độ KC1308 của nhóm review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.